Tô một một hồn song xuyên, ngoài ý muốn thức tỉnh song sinh sắm vai hệ thống, biến thân một đôi song sinh thế giới song sinh thiếu nữ. Từ nay về sau, hắn vừa là tỷ tỷ đường lăng mạng, vừa là mùi mùi đường lăng tuyết. Chỉ cần sắm vai nhân vật nhị thứ nguyên thu thập điểm tích lũy là có thể đạt được đạo cụ cùng kỹ năng. Vì thế, vì nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, các thiếu nữ bước lên hành trình phát sóng trực tiếp. Kịch là câu chuyện nằm giữa chân thật và giả dối bắt đầu sắm vai phù ninh na cùng bác trọng thần tử, toàn mạng sôi trào. Là ảo giác sao? Toái hồ ly đang dạy thủy thần đại nhân phát sóng trực tiếp. Ô ô, tôi biết vợ phù phù sẽ không chết. Cung tư đại nhân, mau đem tiểu đường đậu huyễn trong miệng ta. Nhưng bất ngờ thay, khán giả nhận ra rằng họ không chỉ đơn giản là trở lại 100%. Người trước chống mưa rào, thủy linh thân thiện, người sau tiên hồ hiển chân, phi anh dẫn lôi không thích hợp, sao cảm giác hai người này là hàng thật. Tiếp theo, sắm vai lôi điện ảnh, sử dụng một đao vô tưởng. Đóng vai hồ đào, điều khiển cương vương hành thi ngàn dặm. Nhìn từng thiếu nữ xinh đẹp không ngừng xuất hiện, cư dân mạng tê dại. Nói đi, cô, sao anh còn thái quá hơn cả bản gốc? Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Một, một hồn song xuyên, tỷ muội cùng sinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngô, buồn ngủ quá. Tô Mộc mơ hồ dụi dụi mắt buồn ngủ, chuẩn bị rời giường giải quyết cơn trướng bụng dưới. Nhưng trong hơi thở, hương hoa nhài nhàn nhạt như có như không quanh quẩn, nhất thời làm cho đầu óc hắn thanh tĩnh vài phần. Không đúng, trong nhà có nữ tặc. Là một tiểu phá chủ ngày đêm chẳng phân biệt được, Tô Mộc cũng không nhàn nhã lịch sự tao nhã ở trên giường phun nước hoa. Một giây thôi. Trong đầu Tô Mộc lóe lên hình ảnh tà ác của vô số cô gái si tình. Hắn lặng lẽ mở ra một tia khe mắt, hoàn cảnh trước mắt làm cho hắn hơi sững sờ. Không có cảnh tượng nữ nhân cầm roi da nhỏ, cười si ngốc nhìn chầm chầm mình. Đập vào mắt chính là một mảnh ấm áp phấn nộn, hương phát đệm chăn, dưới đầu xốp hai người gối bên cạnh, đặt hai con chim cánh cục quy đáng yêu mà hương hoa nhài thanh đạm kia, chính là từ một vị thiếu nữ mặc váy lụa bên cạnh áo ngủ, thân thể còn mang theo một chút cảm giác mát mẻ truyền đến. Theo ánh mắt không thể khống chế đi xuống, thậm chí còn có thể nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp lung linh khẽ nhún, bụng dưới trắng nõn như dương chi ngọc, cùng với eo liễu tinh tế dịu dàng nắm chặt, làm cho người ta nhẹ nhàng tưởng tượng. Tô một bối rối. Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là mình độc thân 20 năm ngay cả ông trời cũng nhìn không nổi nữa tự mình an bại đưa tiễn lão bà xinh đẹp tô mộc vẫn khó tin như cũ bắt đầu cố gắng nhớ lại mọi thứ đêm qua trước khi đi ngủ hắn mơ hồ còn nhớ rõ thân là tiểu phá đứng lên chủ chính mình tại thừa dịp nhiệt độ thức đêm làm xong phân tích thủy thần phù phù sự quyết video về sau bởi vì cảm giác trái tim không thoải mái lắm liền nằm trên giường vội vàng ngủ có lẽ là ngày có suy nghĩ đêm có mộng. Trong mộng Tô Mộc lại trở thành phù phù, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ trải qua quá trình thẩm phán. Chờ đến khi đau rơi xuống, hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Sau đó liền nhìn đến trước mắt cái này, cùng tiểu nãi miêu đồng dạng dính người đáng yêu thiếu nữ, đang ông chính mình hô hô ngủ say. Chẳng lẽ ta mộng du? Đọc đến đây, Tô Mộc liền muốn rời giường đi kiểm tra một chút, đây có phải là nhà hàng xóm nào không khóa kỹ hay không? nhưng mới vừa rón rén sóc chăng lên. Đồng tử hắn lập tức co lại như thấy quỷ. Tô Mộc khó có thể tin cúi đầu, lại thấy trên người mình mặc một bộ váy ngủ tơ lụa giống như thiếu nữ trên giường. Một lọn tóc đen mềm mại, cũng bởi vì động tác của anh, lướt qua vai đặt trước ngực. Mà thông qua vạt áo hơi hơi mở rộng, còn có thể nhìn thấy đỉnh núi tuyết trắng tinh tế kia, đang theo hô hấp của mình mà phập phồng rất nhỏ. Tô Mộc há to miệng theo bản năng nhéo nhéo. Rất mềm. So với gạo nếp còn ngon hơn nhiều. Nhưng đây là trọng điểm sao? Một đại lão gia ta lớn lên hung dữ a a a. Điều này làm cho hàng xóm láng giềng thấy thế nào? Để cho gia đình bạn bè thấy thế nào? Các đồng chí bảo đi hầu tử quốc động giao thấy thế nào? Không đúng. Chờ một chút. Tự hồ nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Tô một căng thẳng đến mức tim đập thình thịch nuốt nước miếng, dần dần cúi đầu nhìn về phía đùi. Em trai, em không sao chứ? Đây chính là hảo huynh để cùng mình vào sinh ra tử, cũng không thể ngay cả nó. Tô Mộc vương tay phải ra. Cho dù sau khi nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn, cổ tay mình như tuyết như ngọc, trong lòng hắn đã có suy đoán tuyệt vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mò xuống. Cái quái gì vậy? Người anh em chỉ ngủ một giấc, sao Đại Long cũng bị trộm rồi tôi một cố nén tuyệt vọng cố gắng bình phục cảm xúc dao động kịch liệt tư duy hỗn loạn không chịu nổi cuối cùng giờ phút này cũng có được một tia thở dốc tôi tên đường lăng mạng không cha không mẹ năm nay 19 tuổi cùng em gái sinh đôi đường lăng tuyết làm việc ở một công ty truyền thông bởi vì ông chủ đề xuất yêu cầu cầm thú bảo hai chị em chúng tôi đêm khuya đến nhà ông ấy uống rượu mới chịu phát tiền thưởng tôi dứt khoát đưa đơn từ chức cũng thuận theo ba chai rượu vang đỏ mà anh ấy đã chuẩn bị trước. Tô Mộc mở cửa phòng. Quả nhiên nhìn thấy trên mặt bàn nhà hàng, đặt ba chai rượu đỏ trống không. Thật sự là hai cái đại ngu ngốc, này rượu đỏ rõ ràng bị cầm thú lão bản hạ dược. Thông qua ký ức vụn vặt của đường lăng mạng. Tô Mộc đem tình huống lúc này của anh phân tích ra đại khái. Chính mình trong một thế giới khác, hơn phân nửa đã bởi vì trường kỳ thức đêm. Bởi vậy linh hồn của hắn mới có thể trùng hợp xuyên việc đến bởi vì công việc thất ý, mà uống vào quá nhiều thuốc rượu đỏ dẫn đến tử vong đường lăng mạng trên người. Hỏng rồi. Tô Mộc bỗng nhiên khẽ hô một tiếng. Kể từ đó, cái kia nằm ở mặt trên người mang theo cảm giác mát mẻ thiếu nữ, nào là cái gì đang hô hô ngủ say, hiển nhiên là cũng sắp lạnh thấu oa. Không dám trì hoãn nhiều. Tô Mộc vội vàng xoay người vào nhà, đặt ngón tay lên mũi quỳnh của em gái. Dây lát, hắn than nhẹ. Ai? Cuối cùng vẫn chậm một bước. Đinh kiểm tra đo lường được ký chủ đạt thành hoàng mỹ xuyên việt thành tựu, có ba loại nhân sinh ban thưởng cho ngươi lựa chọn. Một, cho mùi mùi đường lăng tuyết phong quan đại xử lý, cũng để cầm thú lão bản trả giá thật lớn, khen thưởng. Khởi động vốn 200 vạn hai, dân ra làm tỷ tỷ sinh mệnh, để mùi mùi tiếp tục sống sót, khen thưởng. Mà đô hải cảnh biệt thự một bộ ba, một hồn song xuyên, để tỉ muội rốt cuộc không cần thể nghiệm chia lìa thống khổ, khen thưởng. Song sinh sắm vai hệ thống, cái này còn cần chọn. Đối với hệ thống thứ này, tô mộc làm tiểu thuyết mê tự nhiên sẽ không xa lạ. Tỉ như cái gì ký đến hệ thống, mang thai tốt hệ thống, thậm chí lập tức nóng nảy ngộ tính cùng mị ma hệ thống. Dù sao mặc kệ loại nào. Chỉ cần người xuyên Việt có thể đạt được, không chỗ nào không phải đi lên nhân sinh đỉnh phong ta chọn ba. Tô một trong lòng mặc niệm. Đinh, song sinh sắm vai hệ thống thành công trói định. Dây tiếp theo. Tô một cảm giác thân thể mình trở nên kỳ quái, tự như có thứ gì đó đột nhiên bị kéo ra. Từng. Theo một tiếng nỉ non nhẹ nhàng nhu hòa từ bên tai truyền đến. Em gái Đường Lăng Tuyết nằm trên giường, đôi mắt to ngập nước mang theo thần sắc hồ nghi, bắt đầu chậm rãi mở ra. Mà điều này cũng đại biểu cho Linh hồn Tô Mộc từ giờ khắc này trở đi, đã cùng hai cô gái ngọt ngào hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, rốt cuộc. Tuy hai mà một. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Hai nhân vật thể nghiệm tạp. Phu Phu, Mảnh Hồ Ly. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Xoẹt. Đường lăng tuyết mặt tơ lụa mỏng manh, bàn chân trắng nõn trong suốt, nhẹ nhàng dẫm lên sàn gỗ. Khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi mắt đẹp hàm chứa nước. Dưới ánh mắt dịu dàng của tỷ tỷ đường lăng mạn, đôi môi mỏng manh chậm rãi mở ra. Tỷ tỷ tê. Nghe được thanh âm ngọt ngào này, lại thật sự từ trong miệng mình truyền ra. Tô Mộc Nhất thời hít sâu một hơi. Thằng khốn. Cái xấu hổ chết tiệt này cảm thấy rốt cuộc là sao? Tô Mộc sờ lên gò má đỏ bừng. Lúc này đã nóng đến không chịu nổi. Nhưng phát giác ngay cả nổi da gà này một bộ thân thể, cũng là xinh đẹp đến không gì sánh được thiếu nữ thân thể mềm mại lúc. Tô Mộc chỉ có thể. Bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Chỉ là hai ba lượng thịt, không có thì không có. Nghĩ tốt một chút, tối thiểu. Về sau cùng xinh đẹp mùi tử gián thiết, sẽ không bị hô đùa dẫn lưu manh. Tô Mộc hiểu hiện tại muốn nhiều hơn nữa đều là nói chuyện không có gà. Chỉ có mau chóng thích ứng trước mắt mới là chính sự. Cô đưa tay nhéo nhéo mặt em gái. Lạnh lẽo, mềm mại. Xúc cảm tốt đến bùng nổ. Được rồi, sau này hai chị em chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi. Ừ, đường lăng tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, à, chị thông qua các cuộc trò chuyện đơn giản. Tô Mộc phát hiện cho dù là một hồn song thể nhưng tính cách cùng ngữ khí của hai người dường như cũng sẽ không có bất kỳ xung đột nào. Đường Lăng Mạn Đường Lăng Tuyết Đây chính là tên sau này của mình. Nghĩ như thế. Ánh mắt hai người bắt đầu đánh giá lẫn nhau. Hầu như không có sự chênh lệch về chiều cao của hai chị em. Mùi mùi tướng mạo đáng yêu, tính cách nhu thuận. Mái tóc dài đến thắt lưng, bị buộc thành đuôi ngựa đơn giản mang theo phong cách lô ly mà bộ ngực thiên bẩm thuộc về độ tuổi này cũng làm cho dáng người của nàng có vẻ gầy yếu cùng gầy gò. Nhưng dưới váy ngủ của gia đồn, cặp đùi đẹp thon dài có đường cong thẳng tắp, mềm mại trắng nõn kia, lại làm cho hắn trong nháy mắt có được hấp dẫn trí mạng có thể nói là trảm nam cấp 10. Trái lại tỷ tỷ, Gương mặt tinh xảo, khí chất u lan. Gây chú ý nhìn lại liền có một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng như ẩn như hiện, là điển hình của ngự tỷ phạm. Hơn nữa, nàng tự hồ có được nào đó, vừa ăn cái gì liền biến béo ly kỳ thể chất. Chỉ mới 19 tuổi. Ngọn núi cao chót vót đã đạt tới quy mô đáng sợ, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có nguy cơ bị giam vực sâu. Quan trọng nhất là Ánh mắt đường lăng tuyết, kìm lòng không được dời xuống. Thắt lưng giống như linh xà, cộng thêm một đôi đùi đẹp mượt mà trắng nõn, cực kỳ có thịt, hoàn toàn phù hợp với tất cả ảo tưởng đối với ngự tỷ khống. Song đời đường lăng tuyết lắc lắc đầu, tuổi thân. Chị, thật ra em có một kế. Đông. Đường lăng mạng gõ hạt dẻ xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Mau thu lại tâm tư quỷ quái của cậu đi. Không có cách nào à. Thật xấu hổ. Bất kể là chị em nào. Tô Mộc đều có thể nhận được phản hồi rõ ràng, chân thật nhất của cơ thể. Hắn hiện tại ngay cả nghe được thanh âm mềm mại quyến rũ của đối phương, cũng sẽ cảm thấy thân thể tê dại nếu ai nha nha đường lăng mạng điên cuồng lắc đầu cố gắng vứt bỏ hình ảnh không thể nói ra trong đầu đúng lúc nàng đang miên man suy nghĩ một đạo thanh âm thanh thúy từ trong đầu vang lên đinh chúc mừng ký chủ đã thích ứng hiện tại thân thể khen thưởng tân thủ quà tặng một phần bản thông tin cá nhân mở ra mời nhấp vào xem quà cho người mới Hai vị thiếu nữ thần sắc mừng rỡ. Lập tức, một gần sóng xanh thẳm, chỉ có bản bán trong suốt các nạn có thể thấy được hiện lên trước mắt. Ký chủ. Đường lăng mạng đường lăng tuyết, tài năng. Chưa có kỹ năng. Chưa có kho hàng. Quà tặng người mới ít một điểm tích lũy. Không. Chỉ trong chốc lát thôi. Thiếu nữ liền đem tin tức trên bản điều khiển, xem hết không sót gì. Mà sau khi nhìn thấy vật phẩm lẳng lặng nằm trong kho hàng. Đường lăng tuyết không chút do dự. Hệ thống, mở quà cho người mới ra. Đinh. Quà tặng tân thủ mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu được trí năng trực tiếp bầu bạn X1 thành công mở khóa nhân vật hiện tại thể nghiệm sắm vai tư cách. Lợi dịch. Dancer Alon. Funina phù Thế Tiếu Bách Tư. Bác trọng thần tử Đinh. Thể nghiệm tư cách có hiệu lực đến ngược thời gian 71 giờ 59 phút, 59 giây, có phải hay không lập tức mặt. Đường lăng mạn lập tức gật vân. Giây tiếp theo. Theo một đạo dòng nước ấm, tràn vào trong thân thể. Thần thái và bộ dạng của hai chị em đường lăng mạn dường như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nào đó. Mà quan đoàn kiều diễm sắc thái đặc biệt, cũng từ giữa không trung rơi xuống thân thể uyển chuyển của hai người loại dị tượng biến hóa kỳ lạ này. Một mực dằn có hơn 10 giây sau, mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhưng hai cô gái đường lăng mạng phục hồi tinh thần lại. Nhưng sau khi thấy rõ hình tượng đối phương lúc này, trực tiếp trận mắt khá hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Này mẹ nó! Chính là Phù Ninh Na cùng bác trọng hai người bản tôn, đánh vỡ thứ nguyên bích từ ti đại lục đi ra, sợ cũng khó có thể tìm ra được nửa ti bất đồng ngươi lại gọi cái này là đóng vai. Lúc này đường lăng mạng mặc một bộ tóc dài màu hồng nhạt, áo choàng rơi xuống, váy dài rung tay lộ ra vai thơm, chỉ có thể che lên đùi trắng noãn đẩy đà. Mà hai cái phấn nhung nhung hồ ly lỗ tai, dường như còn đang thích ứng hoàn cảnh mới, đang đô đô khẽ run, rất là dí dỏm. Điểm chết người chính là Cặp mắt tím linh động giống như hàm thủy kia, tự hồ trời sinh đã mang theo cơ linh dão hoạt, phối hợp với hai má ửng đỏ hơi mang theo vụn vặt làm cho đường lăng tuyết cũng nhìn không được muốn đem tỷ tỷ hung hăng ông vào trong ngực, dùng sức thân mật một phen. Gô luôn. Nhưng đúng lúc đường lăng tuyết đang mê trai. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận, tiếng nuốt nước cực kỳ không thích hợp. Gì, ngộ. Không đợi cô gái nhỏ kịp phản ứng, gương mặt đáng yêu của cô đã bị xoa vào trong một mảnh mềm mại. Bởi vì bị ông quá chặt. Trong lúc nhất thời, đường lăng tuyết ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn hít vào mũi, tất cả đều là mùi sữa. Ô ô ô, tỷ tỷ, Ngươi muốn mưu sát thân mùi sao? Thật lâu sau. Nghe được trong lòng mơ hồ truyền đến tiếng trên rỉ. Lúc này đường lăng mạng mới nhớ mãi buông mùi mùi ra. Nhưng đôi mắt hồng xinh đẹp của nàng lại là sóng nước lưu chuyển, khẩu âm giống như vụn hồ ly từ môi hồng truyền ra. Ai nha nha? Tiểu phù phù đáng yêu của ta, quả nhiên không dễ dàng chết như vậy mau. Để cho tỷ tỷ nhìn thêm hai lần. PS. Chúc các vị độc giả lão gia các, ngày mai tất cả đều có thể mười liên ba kim, song kim liên bạo, tiểu bảo đảm không lệch. Hy vọng mọi người đều có thể đón phù phù đại nhân về nhà. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Ba, Hỏng bét ta ít có phải là thật hay không kỳ quái đứng lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Có lẽ là cảnh tượng đau rơi xuống kia, quá mức làm cho người ta đau lòng. Hoặc có lẽ là thú vui xấu xa của bản thân, vào lúc này bị kích thích. Dù là hai thể một hồn. Tô Mộc có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm kỳ quái mà đối phương đang trải qua. Vẫn không có ý buông tha đường lăng tuyết. Ngược lại dưới biểu tình u oán nhỏ, nâng gương mặt tinh xảo của cô nghiêm túc đánh giá bởi vì thoát khỏi trói buộc của mũ già mái tóc dài thuần trắng chưa búi của đường linh tuyết đã như thác nước xõa tung tản ra mùi thơm nhát nhàn nhạt con ngươi xanh thẳm giống như biển sao cũng thâm thúy mê người làm cho người ta động tâm nàng mặc một thân lễ phục màu xanh đậm nếp gấp váy thủy ba ở trong lúc vô hình làm cho nàng có vẻ càng thêm đoan trang trang nhã mà váy quần thêu có hoa văn ám kim đồ lại hết lần này tới lần khác dừng lại ở bắp đùi. Theo đó, là hai cái vòng chân màu đen điểm suyết bảo thạch màu nước, dưới ánh sáng nhu hòa hiện ra ánh đèn choáng ván, thần bí mà mê người. Ưm. Ừ. Đường lăng tuyết thật sự không nhìn được, bất đắc dĩ lau khóe miệng chị. Chị, đừng nhìn nữa. Cậu chảy nước miếng rồi. ạ à. Lúc này đường lăng mạng mới hoang hồn. Nhưng cái này cũng không có cách a. À thật sự là ngu ngốc phù phù làm cho người ta đau lòng thật sự làm cho người ta rất muốn ông nàng dùng sức thương tiếc một phen a à. nhưng mà à tuyết nhiên ngươi lỗ tai hồ ly hồng đô dưới bàn tay nhỏ bé của đường lăng tuyết khẽ rung lên một trận cảm giác tê dại giống như bị điện giật nhanh chóng truyền khắp toàn thân đường lăng mạng làm cho thân thể mềm mại của nàng cũng không khỏi khẽ rung lên ai có thể tưởng tượng được tôi một phân ra hai đạo ý thức, dưới tình huống không trái với ý thức chủ quan. Thế nhưng đều tự đùa dẫn không vặt. Bất quá, đây rốt cuộc có phải là người nào đó cố ý hay không, vậy thì không biết được. Được rồi. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta công bằng rồi. Thiếu nữ cổ linh tinh quái cười. Nhưng không thể không nói. Hai chị em vô luận là thần sắc, biểu tình, hay là khống chế khí chất độc đáo, nghiễm nhiên đều càng thêm thuận buồm xuôi gió. Điều này khiến Tô Mộc khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ mình mày rậm mắt to, nội tâm thật sự có cái gì kỳ quái ít tê? Nếu không, thân phận này thích ứng có phải quá nhanh hay không a? À? Đinh. Kiểm tra ký chủ đã hoàn toàn thích ứng hạ nhân vật, nhiệm vụ chính tuyến phát ra trung. Nhiệm vụ: Ở sắm vai nhân vật trong quá trình tiến hành phát sóng trực tiếp thu được không thấp hơn 100 điểm tích lũy điểm tích lũy một vạn chân thật nhân khí giá trị một điểm tích lũy mỗi giờ là một thống kê chu kỳ khen thưởng mở ra điểm tích lũy thương thành công năng vĩnh viễn mở khóa trước mắt sắm vai nhân vật cũng ngẫu nhiên rút ra một hàng kỹ năng hả sau khi thấy rõ phần thưởng nhiệm vụ đỉnh núi của đường lăng mạng cũng không khỏi hung hăng rung động nói như vậy ta đây chẳng phải là có cơ hội làm thế giới hiện thực thần linh vô luận là bác trọng thần tử hay là phụ lâm na. Trên người hai người đều không thể nghi ngờ mang theo thần tính huyết mạch. Người trước là hậu duệ bạch thần, người sau càng danh xứng với thực phong đan thủy thần. Cho dù rút ra bất kỳ kỹ năng nào từ trên người các nàng. Đối với người bình thường mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng tăng lên. Ấm áp nhắc nhở. Vọng ký chủ không cần quá mức lạc quan, ngươi vị trí thế giới cũng không phải là trước mắt chứng kiến tốt đẹp cùng bình tĩnh, mau chóng tăng lên thực lực, mới là sống sót duy nhất hy vọng. Có khoa trương như vậy sao? Đôi mắt đường lăng mạng màu hồng nhạt, thoáng có chút hồ nghi. Nhưng nghĩ ngược lại. Nguy hiểm của thế giới hay không, tạm thời không nói. Chỉ bằng vào thân hình mềm mại không tới 1m7 của mình và mùi mùi, cộng thêm vẻ đẹp và cách ăn mặc lúc này coi như tùy tiện gặp phải cái tam đại ngũ thô si hán chỉ sợ cũng không có biện pháp tiến hành phản kháng đi gì không được không được vừa nghĩ tới bàn tay tà ác kia đường lăng mạng lập tức trùng mình tuyệt đối phải tránh cho loại chuyện này phát sinh hai nữ nhân trong lòng có điều cảm giác mùi mùi vội vàng từ hệ thống kho hàng bên trong lấy ra tương tự với camera trí năng phát sóng trực tiếp bạn lưỡng đinh Smart Life Companino đã phát hiện ra thiết bị mới Huawei Mate 60 Pro e N Black, có, không kết nối. Đường lăng tuyết đưa tay nhấn, vâng. Lập tức, camera và điện thoại kết hợp với nhau. Hai người có loại trực giác. Các nàng thậm chí có thể thông qua ý niệm, cách không tiến hành thao tác điện thoại di động. Hơn nữa góc độ quay phim, độ rõ ràng cùng với độ chuyên nghiệp, đều có thể tùy ý biến hóa so với camera đầu dài trong truyền thuyết, cao cấp hơn ngàn lần. Nhưng tỷ tỷ, đường lăng tuyết nhíu mày thanh tú, nhẹ giọng than thở. Thiết bị là có, chúng ta nên đi cái nào đài phát sóng đây? Đường lăng mạng hơi suy tư, rồi quyết đoán nói. Đi đấu âm. Hai nàng tâm niệm tương thông, trong nháy mắt liền biết được suy nghĩ của đối phương. Hai đại cự đầu khác của giới truyền hình trực tiếp. Không quan tâm tai hổ hay cá mập voi, giá trị nhân khí bành trướng, quả thực là một lời khó nói hết. Nếu phát sóng trực tiếp ở đó, mà ngay cả mỗi giờ có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy, trong lòng cũng không nắm chắc. Ngược lại, chẳng bằng lựa chọn nhân khí chân thật nhất. Đấu âm Bên trong có lựa chọn Đóng vai em gái của phù ninh na, tuyết nhang lập tức nổi lên thần sắc chờ mong. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Không vội. Đường lăng mạng nheo mắt, mặc dù cũng rất chờ mong, nhưng vẫn lý trí nói. Chúng ta phải thêm chút quần áo. Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nhất. Tô Mộc làm chủ ý thức. Tự nhiên biết đám PSP đang xem em gái trực tiếp lúc, ánh mắt nhìn chầm chầm nhiều nhất địa phương ở đâu. Cho dù đã không cách nào thay đổi, hắn biến thành hiện thực tàn khốc của hai cô gái xinh đẹp. Nhưng dường như... Cùng hắn không có sở thích bại lộ hoàn toàn không sờ được nửa cột quan hệ kết quả là thay áo ngực mặc quần tất hai tiểu cô nương bận rộn khí thế ngất trời lúc đó trong lúc đó cũng không thể thiếu trêu ghẹo cùng đùa dẫn lẫn nhau tiểu phù phù có cần chỉ giúp em mặc quần lót không tê mùi mùi quy cách này của mùi so với ban đầu có phải hơi quá đáng không qua wow, cái này cũng quá co giãn đi thật trắng muốn rua. À, Ngô Tuyết Nhi ta sai rồi, ngươi mau buông lỗ tai của ta ra. PS. Người mới sách mới, có thích loại hình này, xin nhờ cho tiểu phát phố đầu điểm số liệu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 4. Lên mãnh liệt, nhìn thấy phù phù lão bà tại mở trực tiếp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đấu âm Là video ngắn và truyền hình trực tiếp trong nước, hai đầu cùng tiến lên. Với Original Go 4.2, phiên bản Sinner sờ sông được mở ra ngay lập tức. Một nhóm lớn fan trung thành, bắt đầu nhau nhau tràn vào trong đó. Mà công lực truy vấn và ghép đôi nhân vật, chỉ là một phần trong đó. Mục đích của hầu hết mọi người, là muốn tìm một người dẫn chương trình, cọ cọ rút thẻ âu khí nếu không thì quá phi thường. Chính mình vất vả tích góp nguyên thạch lâu như vậy, nếu không rút được vợ phù phù, vậy thì quá sinh cỏ. Cho nên, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn. Đều không tự chủ được hội tụ ở, một cái tên là tám sáu rút thẻ úp chủ trên người. Đây là một người chị nhỏ với phong cách phát sóng trực tiếp độc đáo và một cơ sở người hâm mộ hơn 5 triệu. Mặt trái xoan, mắt to. Trong số những người dẫn chương trình cùng loại, cấp bậc nhất tỷ thực chí danh quy tồn tại. Hoan nghênh các huynh đệ đi vào 86 phát sóng trực tiếp gian, hôm nay liền để cho ta. Giúp chư vị đem phù phù lão bà mang về nhà. Phát sóng vẫn là lời mở đầu quen thuộc. Cộng thêm vẻ kiêu ngạo, dĩ dỏm của cô, màn đạn trong nháy mắt quét thành một mảnh. Tôi gõ. Đây không phải là Phi Phi công chúa của chúng ta sao? Tiểu bác lục hôm nay chuẩn bị lệch bao nhiêu? Ha ha ha, nghe nói ngày hôm qua tám sáu bồi thường đều khóc, ngủ một giấc còn tự tin ngủ lên. Tiểu bảo bối lệch thì đưa 648, liên tục lệch hai tiểu bảo bối đưa đầy mạng, lấy vận may của tổ mẫu không phải tù trưởng, không bồi thường đến khóc mới có quỷ. Vậy tám sáu phải thảm rồi. Vợ phù phù sẽ thủy độn, cảm giác hôm nay người dẫn chương trình lại phải rất trân châu nhỏ. Các thủy hữu nhau nhau trêu ghẹo, tương tác liên tiếp. Cộng thêm trò chơi sắp bắt đầu nhiệt độ phòng truyền hình nhanh chóng tăng lên. Mà làm nhất tỷ rút thẻ, tiểu bác lục tự nhiên hiểu được nắm chắc nhân khí. Nàng hơi trang điểm khuôn mặt xinh đẹp, một bộ lơ đến thoải mái biểu tình. Được, các huynh đệ. Hôm nay thế nhưng là các ngươi trước xem thường ta tám người nào đó, một hồi sẽ cho ngươi nhìn xem. Ta rốt cuộc là như thế nào mười liên ba kim, lóe hỏng các ngươi mắt to. Nói đi. Bác lục lúc này xốc tắm vải đỏ trên bàn lên mà mấy chục chiếc hoa quả 15 và hoa vi mai đặt 60 cũng nháy mắt đập vào mắt cư dân mạng. Chỉ thấy nàng ngạo kiều hừ hừ một tiếng. Hôm nay chúng ta chơi lớn một chút. Các anh em trên tài khoản chuẩn bị tốt 600 rút tiền ta, chỉ cần lệch ba cái tiểu bảo hiểm, trực tiếp đưa điện thoại di động. Ta ngược nhìn xem, về sau ai còn dám nói ta 86 keo kiệt. Theo những lời này của bác Lục nói ra. Trong phòng phát sóng trực tiếp, màn đạn tung bay, lễ vật không ngừng. Nằm rảnh. Chủ trì đại khí. Tình huống gì? Hôm nay tám sáu chuẩn bị chảy máu nhiều. Chị dẫn chương trình ngưu phê, xin hỏi điện thoại di động này là chuẩn bị cho em sao? Yêu yêu, cầu phú bà gián chút may mắn. Mắt thấy bác lục vậy mà chuẩn bị lễ vật phong phú như vậy. Quà nhỏ của khán giả cũng không ngừng spam. Phát sóng chưa đầy 5 phút nhân số phòng truyền hình trực tiếp 86 cao tới 7 vạn, giận dữ xông lên bảng xếp hạng thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được. Cô gái này đối với nghiên cứu trực tiếp, quả thật có vài phần thực lực. Cùng lúc đó, rất nhiều fan hâm mộ, sau khi mọi người nhận được fan hâm mộ phát sóng ngải đặt. cũng đều nhanh chóng mở ra tiếng rung rẩy. Hầu hết mọi người bỏ qua video đầu tiên. Trực tiếp mở ra chú ý. Liên truyền tống vào 86 phòng truyền hình trực tiếp. Mà có một người khác. Giờ phút này, lại là đang mê mang dụi dụi mắt. Bởi vì bọn họ giống như nhìn thấy. Có một phụ ninh na hoang dã, đang tiến đến trước camera, vẻ mặt nghi hoặc chớp chớp đôi mắt to màu xanh băng. Tỷ tỷ, chúng ta đây là phát sóng thành công sao? Hình như là vậy. Vậy ghế khách quý của tôi sao lại là không? đại khái là mới phát sóng, còn chưa có ai nhìn thấy. Hiện tại đường lăng mạng phía sau mùi mùi, nhẹ giọng an ủi. Mà dây tiếp theo. Người xem vừa rồi còn ngay người ở cửa, rốt cục cũng phản ứng lại. Tất cả đều khẩn cấp nhấn vào phòng truyền hình trực tiếp. Ốc đắc phát. Khởi mảnh, lão tử thấy được phù phù đang học mở truyền hình trực tiếp. A a a, cái mũ già dạ đáng yêu này là thủy thần đại nhân ta yêu nhất. Trời ạ, à, là ai phát sóng trực tiếp đúng không? Bằng không độ hoàng nguyên này cũng quá mộng ảo. Đột nhiên nối đuôi nhau mà đến đông đảo màn đạn. Để cho thiếu nữ đang cẩn thận nhìn chầm chầm vào màn hình trực tiếp, thoáng có chút kinh ngạc. Nha. Chị mau nhìn đi, hình như phòng truyền hình của chúng ta thật sự có người vào rồi. Sơ. Ý anh là sao? Không phải ai là chương trình biểu diễn của các cô gái cos đang lúc mọi người còn đang mờ mịt chỉ thấy camera trong phòng truyền hình trực tiếp hơi nghiêng sang một bên phút chốc vô số sông đồng lỗ lại so với cử chấn chỉ thấy một nữ tử sau lưng mái tóc dài màu hồng nhạt chậm rãi xông vào trong gương dáng người nàng cao gầy mặc trang phục phù thủy trắng đại biểu cho thân phận cao nhất mà hai cái tai cáo lông nhung đáng yêu đang rung động mắt đào hoa mặt hồ ly trên mặt tuyết trắng nõn tinh xảo, mang theo cao ngạo cùng giáo hoạt thủy chung như một. Mà khi một hồi, giọng ngự tỷ vô cùng quen thuộc truyền vào mạng nhĩ. Đã tiến vào truyền hình trực tiếp hơn 10 tên người xem, còn lại là tại chỗ bạo kích. Ai? Không để ý đã tới nhiều người như vậy sao? Bác trọng thần tử khóe môi khẽ nhếch mười phần vụn vặt nói. Vậy? Phong truyền hình trực tiếp của bác trọng và phù phù, nhờ mọi người chú ý một chút chứ khán giả. PS. Sách mới ngày thứ nhất số liệu rất trọng yếu, có thích cái này loại hình độc giả lão gia sao? Xin hãy đầu điểm số liệu ủng hộ một chút, đây sẽ là tiểu đập phố có thể hay không tiếp tục viết tiếp động lực. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Năm, gợi cảm phù phù, tại tuyến trúc thẻ bạn đang nghe tại truyện chấm audio bà xã tám tầng sống mẹ ơi ngay cả âm thanh cũng giống nhau điểm chú ý mạnh mẽ lên sắp chết rồi phấn hồ ly vẫn là vùng trước sau như một xin lỗi các vị chuyến đi phát sóng trực tiếp hôm nay rốt cuộc đã kết thúc đường lăng mạng thật sự không có mắt nhìn những người này đều đang nói cái gì hổ lan chi từ cũng không nên phát điên công khai id là cho các ngươi cẩn thận lời nói việc làm không phải triển lãm phong thổ nhân tình khóe miệng đường lâm mạng hơi giật gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không nói gì nhưng cô không mong đợi điều đó chính là biểu tình biến mất trong chớp mắt này nhất thời khiến người xem trong phòng truyền hình càng thêm điên cuồng chính là mùi vị này a a a ta thích bộ dáng lãnh ngạo khinh thường của lão bà bác trọng cung tư đại nhân tôi đánh tên lửa cho ngài xin hãy dẫm lên mặt tôi. Não bà, cầu cái thiếp. Không được không được, tôi phải quăng ảnh chụp màn hình vào trong nhóm, để các anh em thưởng thức cám mịn. Đấu bài. Hết đạn rồi. Phòng truyền hình trực tiếp LSP nhóm, chủ yếu chính là một tay thẳng thắng. Một lúc. Quét qua, quét qua, tải lại. Tuy rằng lúc này các thiếu nữ phòng truyền hình trực tiếp, online nhân số mới có thể đạt tới 100 nhưng sự năng động của khán giả, cho dù là phòng truyền hình trực tiếp của rất nhiều mấy ngàn người cũng không thể so sánh. Quan trọng nhất là hấp dẫn quá. Cư dân mạng thế hệ trẻ đi ngang qua, có lẽ đối với nguyên thần không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với phù phù cùng vùng hồ ly có độ hoàn nguyên trăm phần trăm, không có chút kháng lực nào. mắt thấy màn đạn đã gần như giật mình. đóng vai em gái của phù ninh na chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ trán trắng nõn. Tỷ tỷ, cảm giác chúng ta phải làm chút gì đó, dời đi lực chú ý của đám người xấu xa này. Quả thật như thế. Đường lăng mạng quả quyết gật đầu. Lúc đầu hai chị em còn sợ, bởi vì không ai nhìn mà không thu thập được điểm tích lũy. Nhưng liền phát sóng hai phút, liền tiến vào hơn một trăm người, hơn nữa còn ở càng nhanh tăng vọt xu thế đến xem. Họ nên lo lắng hơn phòng truyền hình trực tiếp có thể không có mới đúng hay không. Dù sao, liếc mắt nhìn mạng đạn không ngừng lăn lộn, đường lăn mạng xoa xoa huyệt Thái Dương. Vậy mà muốn tôi dẫm lên mặt bọn họ. Phù. Đang nghĩ đến tiếp, mà khi chú ý tới rất nhiều thủy hữu, đều mang theo thẻ rút thăm chủ 86, đường lăn tuyết bỗng nhiên linh quang hiện ra. Có vẻ như mình cũng có thể rút thẻ. Đúng rồi, ta sắm vai chính là thủy thần trăm phần trăm hoàng nguyên độ, có rút thẻ gia trì hay không không rõ ràng lắm, nhưng mánh lới tuyệt đối mười phần A. Hai tỷ muội nhìn nhau, hiểu ý cười. Lập tức. Đường lăng tuyết ho nhẹ hai tiếng, hít mắt cười nói. Người mới dẫn chương trình ngày đầu tiên, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nếu có bạn bè muốn rút thẻ, có thể nói chuyện riêng sau hậu trường, miễn phí nha nói hết đi. Đường lăng tuyết còn win một chút các thủy hữu trong phòng truyền hình trực tiếp, chỉ cảm giác trái tim trong nháy mắt phản phất bị cái gì bắn trúng. Rút thẻ. Cái này tốt. Hơn nữa với độ hoàn nguyên của cốt sẽ có thêm thành phần cũng không nói được. Chị em, tôi nói chuyện riêng với chị. Quả nhiên. Sau khi nghe được lời nói của đường lăng tuyết, ngay cả cư dân mạng chuẩn bị đến phòng phát sóng trực tiếp 86 cũng bắt đầu trò chuyện riêng gửi mật mã tài khoản xếp hàng để cô hỗ trợ rút thăm trúng thưởng đối với mọi người mà nói vốn chính là vì cọ khí cùng giải trí bây giờ bắt được một con phù phù hoang dã ai còn nhấc chân được được rồi đường lăng tuyết cười hì hì vậy chờ tôi cập nhật trò chơi một chút chúng ta liền bắt đầu đi thế giới song song này rất nhiều thứ đều không thay đổi hơn nửa kiếp trước chính là tiểu phá trạm video úp chủ đối với những quá trình này đường lăng tuyết càng là thuận buồm xuôi gió. Sớm thôi. Chờ sau khi cập nhật trò chơi hoàn thành, cô liền bắt đầu đăng nhập tài khoản thủy hữu. Có sự hiện diện của một đối tác sống thông minh. Căn bản không cần lo lắng, vấn đề riêng tư tài khoản và truyền hình trực tiếp. Mà nhìn thấy ID của mình, em gái đã biểu hiện trên màn hình trực tiếp, tâm tình cũng kích động lên. Phu phu tiểu tỷ tỷ, A của ta rất không đúng. Trước đó mười mấy lần tất cả đều là đại bảo đảm, cái này ba trăm quốc chỉ cần có thể ra ba cái thủy thần, ta liền cho ngươi soát hỏa tiễn. Hả? Đáng thương như vậy sao? Nghe thủy hữu nói. Đường lăng tuyết mở ra ghi chép trúc thăm trúng thưởng của cô, trang thứ nhất chính là bảo hiểm lớn, phía sau lật ra, bảo hiểm nhỏ không phải bảy bảy thì là ông ngoại, bảo hiểm lớn đến một trăm tám, căn bản chưa từng ra. Từng trang vũ khí ba sao, nhìn làm cho người ta đau lòng. Phốc ha ha. Ác này cũng không thể tính phi, hoàn toàn chính là một cái thang đá. Mi không phải con người. Loại ác này sợ là khó đổi mệnh a. À. Thật đáng thương, ông tiểu tỷ tỷ một cái. Thủy hữu trong phòng truyền hình trực tiếp nhìn thấy mà giật mình. Nào có người không đến thất thất cùng ông ngoại mãn mệnh, chủ C còn đang tam mệnh lắc lư. Sai lệch thật sự quá mức thái quá. Yên tâm đi. Ngay khi mọi người cảm động lây, Đường Lăng Mạn nhẹ giọng cười với ống kính. Tôi tin tưởng chị gái nhỏ này, hôm nay nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện. Lời này cũng không phải thuận miệng mà nói, mà là dự cảm mơ hồ của Đường Lăng Mạn. Loại cảm giác đặc thù này, thật giống như là sau khi sắm vai thần tử, liền cùng thân đều đến. Ô ô, cảm ơn lão bà thần tử an ủi mặc dù cảm giác chủ trì là đang an ủi chính mình. Nhưng nghe được tiếng ngự tỷ đặc biệt phất tai, tâm tình mùi tử vẫn tốt hơn không ít. Đường lăng tuyết một lần nữa nhấn vào trang trúc thẻ, trên mặt tuyết mang theo chút chờ mong. Vậy, ta tới đây. Thủy hữu trên màn đạn thấy thế, nhào nhào nín thở ngưng thần. Cũng giống như giờ khắc này, là số của bọn họ đang hút. Mặc dù trong lòng mọi người đều rõ ràng em gái không phải ác như vậy muốn ba trăm rút ra ba con thủy thần không quá dễ dàng nhưng trong lòng vẫn thầm chút nằm rảnh theo một đạo quan đoàn màu vàng rực rỡ chói mắt như sao băng xẹt qua phòng truyền hình trực tiếp các thủy hữu ngay cả suy nghĩ cũng không quá liền mạch phát đầu tiên đã ra tiền rồi ts không ai xem cái này số liệu và sưu tầm hoàn toàn không có động tĩnh đập đầu vào phố có chút không chịu nổi a t t thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 6. thập liên ba kim phấn hồ ly bài rửa mặt chính là bạn đang nghe tại truyện chấm audio ánh sáng màu vàng dài đằng đẵng phản chiếu trong con ngươi của tất cả người xem ngay cả hai tỷ mùi đường lăng mạng giờ phút này cũng có chút ngay người. Sau tất cả, vừa rồi lúc lật xem ghi chép rút thăm trúng thưởng của nhân vật chính, trang thứ nhất vừa mới ra đại bảo hiểm, theo lý mà nói, không có 10 rút, 20 rút lót một cái ao, là rất khó ra tiền. Tôi đi. Thật để cho thần tử đại nhân nói đúng. Xem ra mục tiêu của hào chủ tiểu tỷ tỷ có hy vọng rồi. Chủ trì mau nhìn một chút có phải là phù phù não bà vui vẻ dịp gờ, khán giả háo hức thúc giục. Mà đường lăng tuyết cũng là chờ mong xoa xoa tay, nhấn màn hình một cái. Họa phong nhất chuyển. Theo tinh trận ngủ mang màu tím xẹt qua, một cô gái xinh đẹp chân bọc tơ đen, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, xuất hiện trong tầm mắt cư dân mạng. Chỉ là hơi dừng lại, nhóm thủy hữu nhau nhau cười ra tiếng. Phốc ha ha. Cười không sống nổi. Ta tên là Phụ Ninh Na, Trảm vu tạp. Chúc mừng chị gái nhỏ vui mừng nhắc tới vợ khắc tình. Cái này. Khuôn mặt đường lăng tuyết hơi co quắp, xin lỗi nói. Xin lỗi chị gái, bị chị đánh lệch rồi. Không sao, chúng ta ít nhất cũng lót đấy. Mắt thấy hào chủ mùi tử lạc quan như vậy, đường lăng tuyết nổi giận. Vậy ta tiếp tục cho ngươi hút. Dứt lời. Cô ấy đã click vào skip. Nhưng bá bá vài tiếng qua đi. Một cái khắc tình phía sau đi theo hai phụ ninh na hình ảnh, lập tức làm cho thủy hữu nhóm đều trừng to hai mắt, thật lâu không nói gì. 6666 Mười liên ba kim, là ta hoa mắt sao? Vận may của người dẫn chương trình này tôi thật phục. Câu hỏi nhỏ Bạn có nhiều bạn bè không? Tiểu thư tỷ sợ là mọi người đều phải trực tiếp cười ông lấy. Màn đạn vừa mới yên tĩnh một chút, trong nháy mắt liền một mảnh phiêu bình. Nguyên bản mọi người khi nhìn thấy khắc tình xuất hiện, đều cho rằng, lần này nhất định là lệch lạc không thể nghi ngờ. Nào ngờ! Cái này mẹ nó không chỉ không lệch lạc. Còn ra một phần năm vạn sát suất mười liên ba kim. Mà ngay tại thời điểm mọi người nghị luận sôi nổi, một phát hiệu ứng tên lửa, lập tức từ phòng truyền hình trực tiếp phóng lên cao. Ô ô ô, cảm ơn chị em đã giải độc cho tôi. Tính cách của em gái hiệu trưởng, hiển nhiên rất thẳng thắn. Lập tức mới 10 rút đã ra hai thủy thần, 300 rút ra ba con đã thành tất nhiên. Đơn giản cũng không có nét mực, tại chỗ liền đánh thưởng đấu âm nhất hào. Lần đầu tiên nhìn thấy phòng truyền hình trực tiếp nhận được một món quà lớn như vậy. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Đường Lăng Tuyết hơi ửng đỏ vì kích động. Thật ra, cũng không phải tất cả đều là công lao của tôi. Có thể là tiểu tỷ tỷ lúc trước ngươi quá nhiều bảo đảm, ngay cả mi đều nhìn không nổi chúng ta vẫn là trước tiếp tục quất quất xem bá oa không hổ là vợ phù phù thật lòng hâm mộ lần đầu tiên thấy người dẫn chương trình rút thăm trúng thưởng khiêm tốn như vậy khuôn mặt đỏ bừng thật đáng yêu muốn dáng khóc lớn dịp gờ không xong xi măng phong tâm lão phu sắp nứt ra đường lăng tuyết lúc này vốn là lấy hình tượng phù ninh na làm cho người ta động tâm hiện ra trước mặt người xem vậy khi mọi người nghe được lời nói ôn nhu khiêm tốn của nàng, cùng với tận mắt nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đáng yêu kia, chỉ cảm giác ngay cả trái tim cũng muốn hóa giải. Một lúc, hiệu ứng đặc biệt của lễ vật lớn nhỏ, thậm chí vượt qua màn đạn. Cộng thêm, lễ vật đấu âm số một vừa rồi được đẩy đi cùng với rất nhiều người chuyển phát dẫn lưu. Ngắn ngủn chưa tới 10 phút. Số người trong phòng truyền hình trực tiếp cũng đã vượt qua 8.000, hơn nửa tỷ lệ chú ý càng là đi tới gần như một chấm một khủng bố số trị mức độ hấp thụ phấn nghe rợn cả người này đừng nói là người mới tiểu manh tân cho dù là rất nhiều người dẫn chương trình cũ cũng theo không kịp nhưng những dữ liệu này kỳ thật đều không thuộc về trong phạm vi để ý của hai tỷ muội hai vị thiếu nữ chỉ quan tâm nhân khí đây chính là nhân tố then chốt để đổi điểm tích lũy hoàn thành nhiệm vụ Mắt thấy nhân khí tích lũy lập tức có thể vượt qua một vạn đạt được điểm tích lũy, nội tâm đường lăng tuyết không khỏi nhiều hơn vài phần vui sướng. Ngay cả biểu tình lúc nói chuyện và rút thẻ cũng vô hình trung trở nên nhảy nhót. Còn cư dân mạng. Cũng là từ ban đầu trận mắt há hốc mồm biểu tình, dần dần trở nên có chút tê liệt. Ngay lúc này. Có vẻ như. Còn không có tình huống 30 rút không ra tiền. Không đến 240 hút phù ninh na cũng đã đầy mạng về phần liên kim gì gì đó hoàn toàn là cơm bữa cứng rồi nắm đấm cứng rồi mi hơn hai trăm trút hết mạng còn mắng tôi không làm con người được 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 chơi như vậy đúng không chờ ta vào bếp lấy cho các ngươi ít mỹ đau đến một người tư tỉnh ta ta cảm giác ta lại được đánh ta đánh ta câu câu chủ trì kế tiếp đánh ta đi quỳ lạy diệp gờ cư dân mạng đều choáng váng nếu như cái này gọi là phi vậy mình tính là cái gì khá lắm người ta ngồi trong nhà không phải nồi từ trên trời xuống phải không vì có quá nhiều đạn pháo đường lăng tuyết căn bản nhìn không qua cô nhìn mấy chục điếu còn lại trên tài khoản hỏi em gái chủ tài khoản chị nhỏ trên a còn thừa nhiều hút như vậy là đổi úp ao hay là chuyển vũ khí ao hoặc là ta hạ hào cho ngươi giữ lại chính mình hút cũng được nha. Đừng 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 đừng. Em gái vừa nghe đường lăng tuyết muốn xuống số, vội vàng phóng tên lửa ra. Tỷ mũi tiếp tục giúp ta trút chuyên võ, làm ơn đi. Ảnh. JPG, được, vậy tôi tiếp tục đây. Vẻ vui vẻ trên mặt đường lăng tuyết không hề che giấu. Trước kia nghèo, hút không nổi. Hiện tại vừa có thể kiếm tiền làm nhiệm vụ còn có thể thoải mái thể nghiệm một đợt cớ sao mà không làm nhưng tựa hồ là lúc trước tiêu hao rất nhiều vận may còn lại mấy chục hút mắt thấy toàn bộ đều dùng hết vẫn không thể xuất kim chỉ có thể dùng trần huy đổi nếu không ra sẽ không có biện pháp đường lăng tuyết nhanh chóng đổi sau đó quay trở lại hồ bơi vũ khí và sẵn sàng để cho đi một cuộc chiến mà rất nhiều cư dân mạng cũng là chậm lại hô hấp thần thái theo khẩn trương lên dây tiếp theo. Cùng với đường lăng tuyết chỉ điểm ngọc tu trường lên màn hình, một đạo kim quang đã lâu không thấy lại hiện ra. Nhấp nhẹ vào skip. Nha. Đường lăng tuyết trong nháy mắt ông lấy tỷ tỷ bên cạnh, đôi mắt xanh thẳm linh động mà mê người. Ta lại ra tam kim rồi, tỷ tỷ. Vận khí này, tôi cũng muốn mua vé số. Đường lăng mạng lộ ra nụ cười của dì, thuận thế ông khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái vào lòng xoa xoa đúng vậy tuyết nhi thật lợi hại vì vậy rất nhiều khán giả đã tận mắt chứng kiến đại nhân cung tư tóc hồng giáo hoạt nhân cơ hội khen ngợi cho phù phù rửa mặt bạo kích kinh ngạc bối rối tại chỗ mà chờ sau khi đại não cư dân mạng từ trong máy bay phục hồi tinh thần toàn bộ phòng truyền hình trực tiếp lại càng trong nháy mắt nổ tung ts cảm tạ đại lão vé tháng thêm càng quy tắc. Mỗi ngày giữ gốc canh năm dưới tình huống, mỗi 1.000 hoa tươi thêm canh một, 100 đánh giá thêm canh một, năm tấm vé tháng thêm canh một, tùy ý khen thưởng thêm canh một. Cầu xin một làn sóng ủng hộ. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 7 đỉnh lưu nghệ thuật uống trà. Ta tiểu 86 đánh chính là đỉnh lưu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hoa 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 hoa. Mời người dẫn chương trình cần phải đem rửa mặt là kết nối với tiểu hoàng sa. Người choáng ván, vừa mới mở ra đấu âm, thế nhưng nhìn thấy vùng hồ ly đang mạnh mẽ triệt phù não bà. Cô của người khác là có bệnh nặng, cô của người dẫn chương trình quả thực muốn mạng người A. Khẩn cấp. Tôi bị bệnh tim tái phát chỉ có người dẫn chương trình tới hô hấp nhân tạo mới có thể cấp cứu. Tiểu tử ngươi trên lầu, coi như vỡ mặt, đúng không? Cư dân mạng đều ngây dại. Ngươi mười liên ba kim ta nhịn, ba trăm trúc đầy mệnh thủy thần thêm hai thanh chuyên võ, một thanh lục kiếm ta cũng nhịn. Nhưng, ngươi rửa mặt là tự sản tự dùng còn không lên liên kết, chuyện này ta thật nhịn không được qua. Tỷ tỷ, ngươi lại tới. Trước ống kính. Đường lăng tuyết biểu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, tự như một con mèo nhỏ nhận mệnh. Lúc này, tóc mái mềm mại trên trán cô đã bị xoa đến loạn hỏng bét. Nhưng điều này không chỉ không sinh ra chút ảnh hưởng nào đối với nhan sắc thanh lệ của nàng, ngược lại còn có loại, mỹ cảm mềm mại dịu dàng như ta thấy mà thương. khụ khụ. Đường lăng mạn ho nhẹ hai tiếng. Mạnh mẽ bình phục, muốn đem em gái đóng vai phụ Ninh Na, lại ông vào trong ngực thương tiếc một phen xúc động. Mà khi dư quan liếc mắt, lập tức tới gần một vạn đại quan, màn đạn điên cuồng lăn lộn phòng truyền hình trực tiếp. Tuyết nhan quyến rũ, cuối cùng mỉm cười. Bác trọng tại đây, đại biểu muội muội cảm tạ sự quan tâm và khen thưởng của chư vị. Vậy kế tiếp, để Tuyết Nhi tiếp tục giúp vị hào chủ tiếp theo rút thẻ đi. Có lẽ là diễn xuất song sinh, thật sự có thể ảnh hưởng đến quy tắc ẩn nào đó đường lăng mạng có thể biết trước. Mùi mùi phía sau rút thẻ, vận khí cũng tuyệt đối sẽ không kém. Ta 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 ta. Người dẫn chương trình hãy nhìn tôi. Vợ phù phù cầu lật bài. Ta hiện tại liền tặng lễ vật, quỳ xuống cầu xin chủ trì giúp cải mệnh, đấm ngực khóc. Cung tư đại nhân, cho một con gà sẽ qua. Lục mệnh thủy thần của hào chủ mùi tử, vẫn còn ở trước mắt. Lúc này cư dân mạng vừa nghe người dẫn chương trình lại chuẩn bị bắt đầu vòng rút thẻ tiếp theo nhất thời tất cả đều mất bình tĩnh màn đạn như hạt mưa bay tán loạn không ngừng lễ vật càng nhiều đến mức làm cho người ta hoa cả mắt nhưng đường lăng tuyết cũng không đồng ý chỉ ôn nhu cười mọi người không cần tặng quà em và chị gái đã nói lúc phát sóng rút thẻ hoàn toàn miễn phí cho nên chúng ta phải đến theo thứ tự trò chuyện riêng lời này vừa nói ra màn đạn trong nháy mắt kêu trên một mảnh mà những nhân vật chính đã sớm nói chuyện riêng trong lúc may mắn lại có chút cảm động nho nhỏ trong ấn tượng của mọi người người dẫn chương trình nào không phải lợi ích là chính thấy có đại ca quẹt quà vậy còn không phải hảo hảo liếm một cái nhưng trước mắt hai người này giống như đánh vỡ thứ nguyên bích từ trong mộng đi ra thiếu nữ cũng phân biệt rõ ràng có vẻ khác với người dẫn chương trình bình thường cái gì cũng không nói trước Phan Vi Kính. Người dẫn chương trình gia niên hoa đưa lên, "Cảm ơn anh đã cho tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về cảnh sát." Phù phù não bà, "Cầu chú ý." Truyền hình trực tiếp là như vậy. Đôi khi một câu nói là có thể làm cho người ta cam tâm tình nguyện nâng ngươi lên thần đàn. Mà đôi khi cũng sẽ bởi vì một câu nói khiến ngươi hãm sâu vào địa ngục. Vẫn còn. Những thứ này đối với hai vị thiếu nữ mà nói cũng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đường Lăng Mạn nhìn Nhân Khí đã đột phá một vạn ngưỡng cửa, kích động mắt đào hoa cũng muốn biến thành trạng thái nguyên bảo. Có thể tính là thu thập một điểm tích lũy. Nhưng cách mục tiêu 100 điểm còn kém rất xa, xem ra còn phải cố gắng nhiều hơn a. À? Có người vui có người buồn. Ngay tại hai chị em Đường Lăng Mạn. Ở cái kia 10 liên ba kim, không ngừng giúp Thủy Hữu hoàn thành mãn mệnh tâm nguyện đồng thời đáng thương tiểu bác lục, nhìn trên bàn không còn lại bao nhiêu hoa quả lăm cùng hoa vi mai đặt mươi điện thoại di động, đã gấp muốn rất tiểu trân châu. Nhiên. Lại lệch. Mi, ngươi tin hay không lần này nếu không trúng, lão nương hạ truyền về sau thật đi tìm các ngươi liều mạng. Là khối đấu âm. Nguyên thần rút thể loại hình, nhất tỷ cấp bậc tồn tại. Tiểu bác lục và mi đương nhiên có hợp tác thương mại. Vì vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao trong lúc phát sóng trực tiếp, cô có thể thoải mái nói chuyện hơn những người dẫn chương trình khác. Nhưng dù vậy, lần này hung dữ, uy hiếp, hình như cũng có thể mang đến vận may cho nàng. Theo một tiểu cương thi đầu đội mũ nỉ, chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, xuất hiện trong hình ảnh. Gần 10 vạn người xem, trực tiếp cười ra tiếng. Đầu đội mũ cương thi lạnh khóc, ăn người giữ gốc nghẹn chó sủa chúc mừng bạn đã thêm playlist hit team 60 thành công. Mẹ ơi, chẳng lẽ bác Lục thật sự là tán tài đồng tử Hà Phàm? Nghe qua Diêm Vương sống, thật đúng là Bồ Tát lần đầu gặp. Ông chủ. Đừng hút, thật đừng hút, bao tải cũng không chứa nổi. Tám sáu ngửa đầu, vẻ mặt sinh không thể luyến. Đêm nay thật sự là mọi chuyện không thuận lợi. Không riêng gì mấy đại ca đã nói đến cổ vũ, không trên một tiếng không có tin tức không nói, ngay cả rút thẻ cũng là nghiêng lại nghiêng chỉ hơn một giờ đã đưa ra hơn hai mươi chiếc điện thoại di động cái này mẹ nó ai chịu nổi a à? mà nhìn về phía màn hình điện thoại di động tiểu thất thất vẻ mặt ngây ngô đáng yêu cô thật sự vừa bực mình vừa buồn cười ta là thích ngươi cũng là cảm thấy ngươi rất đáng yêu nhưng một giờ đến thăm ta mấy chục lần thật không có quá dính người a à? khán giả dừng chân trong phòng truyền hình trực tiếp hiển nhiên đã nhận ra sự khác thường trong mắt bác lục ặt à, sao lại cảm thấy người dẫn chương trình sắp rớt ngọc trai rồi hả không thể nào có cái gì không biết ngay cả lệch mấy chục lần bảo đảm nhỏ đặt ai cũng không chịu nổi a à. ta thừa nhận vừa rồi cười có chút lớn tiếng chủ trì ba ba khóc tôi tặng kẹo que cho cậu ai nói tôi muốn khóc ai nói tôi không chịu nổi tám sáu toàn thân trên dưới liền miệng cứng nhất. Nàng lau cái mũi, vẻ mặt không phục. Ta cũng không tin ta tám người nào đó, hôm nay có thể một con đường tất cả đều là hắc. Nói đi. Nàng ngồi thẳng người, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Vì thế, nửa giờ sau, đôi mắt bác lục nghỉ ngơi giữa hiệp tràn đầy nước mắt. Mà trợ lý nhỏ bên cạnh. Sau khi nhìn bộ dáng thê thảm của nàng, liên tục hai lần muốn nói lại thôi. Bác Lục nhắm mắt lại, từ bỏ dãy dụa. Sao vậy? Có việc ngươi cứ yên tâm nói đi, ta còn gánh vác được. Tiểu trợ lý cắn cắn miệng. Chị Bác Lục, một tin tốt, một tin xấu, chị muốn nghe tin nào? Nói trước đi. Thanh Hà ca bọn họ trả lời tin nhắn, nói nửa hiệp sau khẳng định đến phòng truyền hình trực tiếp. Ánh mắt Bác Lục hơi sáng, nhấp nước miếng. Vậy tin xấu thì sao? bọn họ đều ở bên một nữ phát thanh viên của play hơn nữa. Trợ lý dừng một chút, cắn răng nói thẳng, hơn nữa còn muốn anh đợi lát nữa tìm người dẫn chương trình kia cùng liên mạch. Phốc. tám sáu một ngụm nước phun trên mặt đất, thật không tức cười. Phải biết, hôm nay cô phải trả một cái giá lớn như vậy, chính là vì có thể mượn nhiệt độ ngày đầu tiên của phiên bản mới để nâng cao lượng fan bất động của mình một chút nhưng giờ phút này vừa nghe. Anh trai Phan trung thành của mình trong phòng truyền hình trực tiếp, vào thời điểm mấu chốt này đã mất người không nói, còn bảo cô đi giúp nữ phát thanh viên khác liên mạch, phân biệt nhân khí. Đây không phải thuần khiết làm khó người sao? Tốt, rất tốt. 8.6 cắn răng trong đầu đã trong đầu ra một hội đỉnh cấp trà xanh giám định thưởng thức hội. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem là dạng gì đỉnh lưu trà nghệ đại sư có thể đem ta nhiều như vậy phan tất cả đều mê đến thần hồn điên đảo. Chợt, cô phẫn quốc mở phòng trợ lý gửi tới nối liền. Một giây sau, con ngươi đột nhiên tỏa sáng. Ta kháo. Thật sự là phù phù não bà. PS. Cầu sưu tầm. Cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh giá. Cầu vé tháng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 8. Êm tai, thích nghe, cầu cầu chủ bá mắng ta hai câu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thực phẩm cũng vậy Có lẽ vừa nghe đến vấn đề chát, rất nhiều người, theo bản năng đều nghĩ đến đàn ông Nhưng thật ra Rất nhiều cô gái khi nhìn thấy mỹ nữ, cũng có một trái tim thuần túy Ví dụ như Tận mắt nhìn thấy, lúc này chính trang phù ninh na cùng bác trọng thần tử hai tỷ mùi tiểu bác lục. Tiểu trợ lý, mau tới véo anh một cái. Như thế nào cảm giác bị tức đến ảo giác, ta vậy mà thấy được. Toái hồ ly mang phù phù lão bà tại mở truyền hình trực tiếp nha. Trợ lý thở dài. Chị bác lục, chị quả thật không nhìn lầm. Hai chị em này vừa không phải là tổng hợp AI, cũng không phải là màn hình ảo, đúng là cô thiếu nữ sống sờ sờ sau khi có câu trả lời chính xác. Trong nháy mắt cảm giác cả người đều thoải mái. Vớ vẩn, không phải. Chính mình cho dù cho phúc lợi như thế nào, nghiêm túc chuẩn bị như thế nào. So sánh với, có thể nói trăm phần trăm hoàn nguyên hình tượng nữ thần hoàng mỹ trong lòng nhị thứ nguyên mà nói, đó đều là tuyệt đối không chịu nổi một kích A. À. Muốn lửa. Tuyệt đối muốn lửa. Là tiểu bác lục có thể đi tới vị trí nhất tỷ ánh mắt tất nhiên vượt xa người dẫn chương trình bình thường. Trước mắt hai thiếu nữ mỹ lực, liền ngay cả chính mình đều có chút gánh không nổi, huống chi những kia mỗi ngày đắm chìm trong ảo tưởng trạch nam, hữu nữ. 8.6 đã rõ theo người mới không ngừng tràn vào, luôn luôn có quần anh chiếm cứ một phương. Đến lúc đó, mặc dù mình là trúc thẻ úc chủ bên trong đỉnh lưu, nếu như không có mới việc không ngừng sáng tạo, đỉnh phong thời đại cũng sẽ nhanh chóng xu hướng kết thúc. Và cái này cũng là vì sao hôm nay cô lại hạ vốn gốc như thế, muốn mở rộng số lượng phan lần nữa. Nhưng mà... 86 có loại dự cảm mãnh liệt. Nếu như mình có thể cùng, trong phòng truyền hình trực tiếp này hai cái trăm phần trăm hoàn nguyên nhân vật cô thiếu nữ, đánh tốt quan hệ. Sự nghiệp phát sóng trực tiếp của mình. Có lẽ thật sự có thể đưa tới đỉnh cao mới. Tiểu trợ lý, vừa nghĩ như vậy, bác lục vội vàng nói. Ngươi mau giúp ta cho đấu âm hào thêm chút tiền. Hả? Chị bác lục muốn làm gì? Trợ lý có chút không kịp phản ứng. Không xuất ra thành ý, chúng ta dựa vào cái gì có thể để cho người ta cùng chúng ta liên mạch nha. Trợ lý nhỏ. Cho dù đều là nữ nhân. Tiểu trợ lý cũng đoán không ra, vì sao vừa rồi còn một bộ chuẩn bị tay xé trà xanh bộ dáng bác lục tỷ, trong phút chốc liền biến thành như thế hưng phấn bộ dáng. 8.6 mặc kệ người khác nghĩ gì lúc này cô đã đảo qua xu thế suy tàn vừa rồi, như giật mình ông bả vai trợ lý bên cạnh, vẻ mặt si ngốc cười. Tiểu trợ lý Ta cảm thấy, cơ hội thuộc về chúng ta sắp tới rồi. Cùng lúc đó Trong một hành lang tiểu viện trang nhã ở Ma Đô Tiên tiểu thầm đang ôm gối của phù phù, vẻ mặt buồn bực nhìn chầm chầm, liên tục lệch đi hai lần. Phù phù tốt của ta nha nói thế nào ta cũng là cho ngươi có được linh hồn ma ma nha ngươi như thế nào nhẫn tâm để cho ta liên tục lệch hai lần nha cùng tuyệt đại đa số diễn viên lồng tiếng quái vật giống nhau vị này ngoại trừ cho phù ninh na còn cho các tác phẩm như hồ yêu toàn chức đại vương riêng tư cũng là một người hâm mộ trò chơi cuồng nhiệt mà đang lúc nàng chuẩn bị khắc thêm trăm triệu điểm vàng cuối cùng nhanh chóng rút hết mạng cho phù phù rồi dừng tay di động chuyển ra trang thanh toán, lại đột nhiên truyền đến một trận rung động ong ong. Hả? Sao lại chia sẻ nhiều tin nhắn riêng với ngã đặc như vậy? Tình huống thế nào? Tài khoản đấu âm của tiền tiểu thầm cũng không có chuyên môn tuyên truyền qua. Cho nên bên trong tương quan lẫn nhau, cũng vẻn vẹn chỉ có quan hệ bằng hữu tương đối tốt. Hiện tại cô nhìn thấy một chuỗi lớn ngã đặc cùng chia sẻ, khó tránh khỏi có chút mờ mịt. Tiểu thẩm thẩm, có phải em đã phát sóng trực tiếp rồi không? Phòng phát sóng trực tiếp bác trọng các phu phu này là của cậu sao? Thật tuyệt vời. Trời ạ, à, thật không nhìn ra, cậu đóng vai phụ ninh na có độ hoàn nguyên cao như vậy sao? Đều giống như thật. Không hổ là hôn ma ma, mười liên ba kim ta thật sự nhìn ngay người. Tiền tiểu thẩm vẻ mặt mê mang. Ý anh là sao? Cốt phu phu. Mười đại đội ba kim trong đầu nàng trong nháy mắt hiện ra một cái khả năng. Chẳng lẽ tôi đã bị giả mạo? Nghĩ như thế. Tiên tiểu thầm vội vàng nhấn vào cửa truyền tống. Nàng ngược lại chuẩn bị nhìn xem, rốt cuộc là tên xấu xa cả gan làm loạn nào. Dám giả mạo chính mình, hơn nữa còn. Rút ra mười liên ba kim. a, à, tiên tiểu thầm vừa vào phòng truyền hình trực tiếp. liền nhìn thấy một thiếu nữ có mái tóc dài thuần trắng, hơn nữa trong đôi mắt đẹp xanh thẳm hiện ra rối rắm cùng bất đắc dĩ, nhíu mày thanh tú nhẹ giọng hư hư nói. Người dẫn chương trình nói lại lần nữa đi, tất cả bạn bè đều hút miễn phí không cần quà, nhưng mọi người phải xếp hàng nói chuyện riêng trước. Nếu ai muốn thông qua, đưa lễ vật đến hối lộ bản cô nương. Thiếu nữ ngạo kiều vẫn cái miệng nhỏ nhắn, ngón trỏ khẽ lắc. Hừ, đó chính là trăm triệu không thể thực hiện được. Ha 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 tuyết nhi lão bà V587. Sống lâu gặp. Lần đầu tiên nhìn thấy soát tiền cũng không tốt dùng phòng truyền hình trực tiếp, khiếp sợ dịp gờ. Không hổ là thủy thần, vợ phù phù của tôi quá ngầu. Khiếp sợ. Phù phù não bà vì lấy lòng nhị thứ viên tôn quý, lại nghiêm khắc cự tuyệt thổ hào số tiền lớn. Anh em trên lầu, hoặc là vị trí tổng biên tập C cậu tới ngồi. Phốc khi nhìn thấy bộ dáng ngây ngô đáng yêu của thiếu nữ trong phòng truyền hình trực tiếp, cộng thêm một đám màn đạn hài hước ha hả. Tiền tiểu thầm trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười của gì? Có thể tận mắt nhìn thấy con gái xinh đẹp của mình trong phòng truyền hình trực tiếp, tuyệt đối là một niềm vui lớn. Nhưng sau khi phục hồi tinh thần lại, cô đánh giá lại nhiều lần, trên màn hình cùng phù phù ba dê mô hình ngoại trừ phục sức những thiếu nữ khác đều giống nhau. Một đôi mắt to trong suốt tràn đầy trí tuệ, đột nhiên lại lâm vào ngẩn ngơ không đúng a à? nếu cô ấy là Vernina vậy tôi là ai tuy nhiên ngay khi tiền tiểu thầm còn chưa suy nghĩ thấu đáo một vấn đề lại một bóng hình xinh đẹp yếu điệu không hề báo trước cũng xông vào trong ống kính nữ tử mắt như hoa đào da như tuyết trắng tóc chưa búi tài cáo khẽ run nàng phản phất có thể làm cho thế nhân lâm vào điên cuồng thanh mỹ dung nhan hạ lại là một ngụm vũ mị trung lại mang theo đạm mạc mềm mại ngự tỷ âm. Ai nha nha, quân hào bộ dáng vung tiền như rác, thật đúng là rất thú vị đây, nhưng thật đáng tiếc, từ giờ khắc này trở đi mọi người liền lẫn nhau giám sát bá, nếu ai còn muốn dùng tặng lễ vật bực này thô thiển hình thức chen ngang, vậy. Thanh Nhã cười sau, nàng ngữ khí nghiêng ngẫm. Chúng ta cũng chỉ có thể, cho tặng lễ vật các lão bản điểm điểm tố cáo A. À. Dễ nghe, thích nghe. Người dẫn chương trình mắng tôi hai câu. Trời ạ, à, ta thật sự là yêu cái điều điều chết tiệt này của cung tư đại nhân. Ông chủ. Sớm biết vậy tôi đã khóc ông nhau trong toilet rồi. Không hổ là phấn hồ ly, chỉ là thanh âm cũng có thể làm cho ta hạ hỏa. Các huynh đệ trước tán gẫu một lát, huynh đệ có chút việc gấp đi xử lý một chút. Không giả vờ nữa, tôi thừa nhận. Ta chính là tu câu thần tử đánh rơi ở bên ngoài khác với rất nhiều thủy hữu phát điên trong phòng truyền hình trực tiếp. Tâm trạng của tiền tiểu thầm lúc này. Ngoại trừ khiếp sợ chính là mộng bức, ngoại trừ mộng bức chính là mờ mịt. Tóc út. Là phương thức mở ra OL của thế giới hôm nay không đúng sao? Như thế nào Phong đang thủy thần cùng đạo thê cung ty trà trộn vào một chỗ? Hơn nữa, các nàng cư nhiên cùng một chỗ phát sóng trực tiếp A-Uy, à đây rốt cuộc là phương thức mở ra thái quá gì A? À? Nhưng trong lòng kinh ngạc là không tệ. Nhưng trừ lần đó ra, đôi mắt đẹp như nước của Tiền Tiểu Thầm trong nháy mắt kiều diễm mông lung. Nàng cảm thấy trong lòng thật giống như có con lạc đường nai con đang hoảng loạn đụng cái không ngừng, đây là tâm động nồng đậm mà khó có thể khắc chế. Mà cùng Tiền Tiểu Thầm hoàn toàn bất đồng chính là bên kia. Thật vất vả nạp đầy đấu tệ, vừa mới tràn đầy chờ mong điểm vào phòng phát sóng trực tiếp 86 sau khi nghe được câu kia của đường lăng mạng. Báo cáo cho ông chủ tặng quà, cả người đều đặt mông ngồi dưới đất. Ô ô ô! Quả nhiên thương tâm chỉ thuộc về tiểu bác lục. Chúa ơi! Ngươi mẹ nó vẫn là giết ta. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chính chư quân rút đao A, phu phu cùng thần tử là ta bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chính mình đối với ngoại giới mang đến bao nhiêu ảnh hưởng, đường lâm mạng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trước mắt để cho nàng không biết chính là khí vận của mùi mùi đang ở mắt thường có thể thấy được trở nên khoa trương. Funina, bảy bảy, Funina, Funina, Funina. Được rồi, chúc mừng hào chủ thành công đón mãn mạng phù phù về nhà, sau này nhất định không được phụ lòng nàng. Đường lăng tuyết trước ống kính cười đến hai mắt hiếp lại thành tiểu nguyệt nha. Không khó nhìn ra được, nàng là thật tâm vì hào chủ cảm thấy cao hứng. Nhưng khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp, thật sự là không có cách nào mất bình tĩnh. Làm ơn. Đây là vấn đề mãn bất mãn mạng sao? xác suất này quả thực cũng có thể đi mua sổ số. Thập liên ngũ kim. Bốn con phù phù. Tà kháo, người tê rồi người dẫn chương trình chúng ta chơi cùng một trò chơi sao? Hấp Âu Thổ Phi. Tôi hút, hút 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 hút. Vừa mới lục soát một chút, toàn bộ người chơi trong nước của Nguyên Thần cộng lại, đến bây giờ số lần xuất hiện 10 liên ngũ kim còn chưa tới một cái tác, dùng xác suất trút thưởng mà nói cũng có một phần trăm triệu, người dẫn chương trình lại không cảm thấy khiếp sợ. Vừa nhìn đã biết là người mới, đừng nói là người dẫn chương trình, khán giả cũ của chúng ta đều đã chết lặng chỉ có thể nói thói quen là tốt rồi. Thái quá. Có lẽ lúc mới tới phòng truyền hình trực tiếp sẽ có loại cảm giác này. Nhưng với mỗi số hơn 200 lần hút, đều có thể vui vẻ đón đi đầy mạng phù Ninh Na, thậm chí có được ngay cả Tỉnh thủy Lưu Dũng chi huy đều một khối kháng đi. Lão khán giả lúc này coi như nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng nổi, dần dần trở nên chấp nhận được. Một lần tâm tình dao động kịch liệt đúng là khiếp sợ nhưng trong thời gian ngắn vẫn như thế, vậy cũng chỉ có thể gọi là thói quen. Huống chi? Thủy thần rút thủy thần, chỉ là ngũ kim bốn con mà thôi, dường như vẫn là rất hạch lý tích. Hà! Đường lăng tuyết ngáp một cái, đối với màn đạn bay tán loạn cô đã sớm tập mãi thành thói quen. Tuy nói phòng truyền hình trực tiếp lập tức nhân số, dĩ nhiên tại hướng hai vạn đại quan thẳng tiến, nhưng liên tục điểm một giờ màn hình, vẫn là để cho ngón tay có chút chua sót chị, chị tới phát một lát đi, em đi rót ly nước uống. Hai chị em tâm ý tương thông. Đôi mắt màu tím nhạt của đường lăng mạng tràn ra ý cười, dịu dàng xoa đầu em gái. Đi đi, Tuyết Nhi vất vả rồi. A a a tâm hóa a, à, thần tử đại nhân cười rộ lên làm sao có thể đẹp như vậy. Rõ ràng vẫn là mùa thu, ta lại có loại cảm giác xuân tâm nảy mầm. Sờ đầu vết ta chụp màn hình, làm giấy dán tường ít nhất có thể dùng 10 năm. Nhóm người đẹp ai mà hiểu được, lần đầu tiên phát hiện phù phù não bà cùng cung tư đại nhân lại cắn như vậy. Thật kỳ quái. Tại sao một cô gái như tôi lại đỏ mặt tim đập? Thần tử não bà không ngại tìm bạn gái sao? 23 ma đô nữ, ba phòng toàn bộ viết tên ngươi. Xì. Con gái tìm bạn gái là kỳ quái gì? Có cần khoa trương như vậy không? Mà lại nhìn thấy một ít em gái cũng đã bắt đầu nhắn tin riêng giới thiệu tình huống gia đình của cô, đường lăng mạng quả thực một cái đầu hai cái lớn. Vốn sau này chỉ dùng phòng bị nam nhân là được, nào biết thế công hung hãn nhất ngược lại thuần một sắc tất cả đều là nữ sinh. Quan trọng nhất là, tôi chỉ tương tác bình thường với em gái. Các ngươi lại cắn đến ngay cả bất động sản vốn cũng muốn giao ra, thật sự quá mức tôm bóc vỏ A-Uy. Nhưng trong lòng càng mâu thuẫn. Trong đầu đường lăng mạng, lại càng hiện ra một ít cảnh tượng kỳ quái nếu như là dáng cùng cô gái xinh đẹp của hương hương hình như không phải là một lựa chọn không tồi phi 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 đường lăng mạng khẽ cắn môi trong lòng có chút xấu hổ dừng lại đường lăng mạng a à, đường lăng mạng trong đầu cậu sao có thể xuất hiện những ý niệm lộn xộn này phải biết rằng chủ hồn của ngươi chính là thẳng nam sắc thét mày rầm mắt to nha ngay cả khi không cẩn thận làm mất đại long mà thôi. Ta đây này. Thần tử cắn môi, mọi người nhanh chóng chụp màn hình. Bà não quả nhiên là đang suy nghĩ cùng hôn sự của ta, nàng cũng đã bắt đầu trầm tư rồi, nhảy nhót dịp gờ. Ai cũng đừng cướp vợ với tôi, Tuyết Nhi và mạng mạng đều là của tôi. Tất cả đều phải nắm trảo dịp thê Các ngươi thật sự quá tham lam, chủ trì nhìn ta một chút, ta có thể điều chế thuốc. Chiêu quân, rút đau đi nhìn màn đạn nổ tung trong phòng truyền hình trực tiếp, trong lòng đường lăng mạng dở khóc dở cười. Để có thể nhanh chóng thay đổi phong cách, tuyết nhan ra vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Ta khuyên các ngươi thu hồi tâm tư lệch lạc, hơn nữa. Nói tới đây, đường lăng mạng hơi hơi đỡ trán Trực tiếp bộc thanh lương chiếu tiểu tỷ tỷ, chúng ta thật không nên quá thái quá. Đúng đúng đúng. Chính là thích vị thần khinh thường cao ngạo. Giọng điệu này cũng quá tuyệt vời, người dẫn chương trình cũng bắt đầu lấy lòng tôi. Ha ha vui chết đi được, phòng phát sóng trực tiếp thật đúng là nhân tài. Cung tư đại nhân sao không đem ảnh chụp công bố cho mọi người, vả lại cung cấp cho Hào Kiệt cùng phê phán. Bà não, bên ngoài đều là người xấu, ta soát lễ vật nuôi ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng bị lừa. Có cư dân mạng chỉ xem náo nhiệt vui vẻ, mà có một số em gái thật sự vừa đấu dũng vừa đấu trí. Bởi vì sợ hai chị em thật sự bị thổ hào, phú bà nào đó bắt cóc các nàng xuống tay cực kỳ quyết đoán một lúc toàn bộ chương trình truyền hình tên lửa lễ hội du lịch vòng quanh thế giới các loại lễ vật đặc hiệu tung bay không ngừng bất quá mấy chục giây mà thôi có người cấp bậc liền cuồng thăng mấy chục cấp không phải tình huống gì vậy chỉ là đường lăng mạng ngồi cái gì cũng chưa làm đại não có chút phản ứng không kịp Tuyết Nhi có người điên cuồng tặng lễ vật, còn có thể nói là vận may, cho không ít người rút hết mạng thủy thần. Vậy tại sao mình lại để cho nhiều người phát điên theo như vậy? Chẳng lẽ thật liền la đẩy phú, cầu đẩy thẳng, ngự tỷ đẩy ngang toàn thế giới? Không được, không thể đợi. Ngay lúc này, cùng nhìn chầm chầm hình ảnh trong phòng truyền hình trực tiếp, bác lục và tiền tiểu thẩm, vì giấc mộng bất đồng, lại tâm linh tương thông đồng thời đưa ra quyết định. Hai chị em phù phù và cung tư phải là của tôi, ai cũng không thể cướp. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 10. Không phải hoa tử soát không dậy nổi, chỉ là lão nhị càng có. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chúc mừng chủ trì thu được bác lục đưa ra gia niên hoa ít một. Chúc mừng chủ trì thu được bác lục đưa ra gia niên hoa x2. Chúc mừng chủ trì thu được 86 đưa ra gia niên hoa x3. Hiệu ứng đặc biệt của tòa thành liên tiếp không ngừng khiến người xem bị ướt. Phải biết. Đấu âm trực tiếp ngoại trừ một ít lễ vật kỷ niệm dành riêng cho thần hào. Toàn bộ lễ vật lan, đắt nhất chính là gia niên hoa, mỗi một cái đều giá trị 3.000 nguyên, có thể nói giá trị xa xỉ. Thế nhưng, chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi. Hiệu ứng đặc biệt của quà tặng nối tiếp nhau mà đến thì không nói nữa, số lượng gợi ý của quà tặng. Nghiễm nhiên đã cao tới 20. Tiện tay ném ra 6 vạn khen thưởng. Quả thực hào vô nhân tính. Ta kháo. Đây là phú bà sao. Tỷ tỷ nhìn ta, cầu bao dưỡng. Ta dây thép cầu chơi hoa, việc này nhất định phải để cho ta tới. Khán giả bị nhan sắc của hai chị em hấp dẫn vào, tất cả đều kinh hô một trận mà những thủy hữu chơi nguyên thần kia, sau khi nhìn thấy ai đi, đều mất bình tĩnh. Hảo gia hỏa. Tiểu bác lục ngươi không phát sóng, chạy tới nơi này trêu chọc tiểu tỷ tỷ đúng không? Đầu chó di Nhanh lên phát sóng đi. Này. Đáng tiếc đã đầy mạng phù phù, nếu không còn muốn đi phòng phát sóng trực tiếp 86 chơi gái trắng cái điện thoại di động hoa quả nữa. Tôi gõ. Tông bốc vỏ tim heo phun máu JPG, xem xong mạng đạn và ID của đại ca, thần sắc đường lăng mạng cũng hơi dừng lại. Lại là 86. Kiếp trước làm trong giới video Úc chủ, đường lăng mạng đối với cái tên này cũng không xa là gì. Chỉ hơi tò mò thôi. Thân là nhất tỷ của đấu âm nguyên thần rút thẻ, vì sao bác lục lại tới đây, cho mình một món quà lớn như vậy? Chẳng lẽ... Nàng mẹ nó cũng muốn tán tỉnh ta. Tôi sẽ đi vậy thì có chút quá mức nổ tung. Cảm tạ bác lục tỷ tỷ tặng lễ hội, mạng mạng ở đây cảm ơn. Mặc dù trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đường lăng mạng vẫn thở dài. Chính là tỷ tỷ tặng ta nhiều lễ vật như vậy, mùi mùi cũng không biết nên đáp tạ như thế nào. Chương 86 Đừng cảm ơn Ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy phù phù cùng thần tử hoàng nguyên độ chân thật như vậy, thuần túy muốn kết giao bằng hữu. Hả? Trong lòng đường lăng mạng cả kinh. Các phú bà đều kết giao bằng hữu như vậy sao? Bất quá, nàng cũng không có đem cảm xúc biểu lộ ra ngoài, mà là ôn nhu nói. Tốt, vậy về sau liền dựa vào tám sáu tỷ tỷ chiếu cố nhiều nha. Bác Lục. Yên tâm đi, có chị che chở không ngoài ý muốn. Diệp tuyệt vời, mẹ kiếp, qua loa rồi. 8.6 thật là giàu có thân là phan của tiểu bác lục lão tử vô cùng có mặt lễ chi phần tây tám sáu cùng chủ trì là bằng hữu làm tám sáu người nhà ta cũng tương đương là chủ trì bằng hữu nói như vậy người dẫn chương trình xin một tấm ảnh chữ ký mát mẻ không quá đáng chứ ngư phê chẳng lẽ trên lầu thật sự là thiên tài nghe được đường lăng mạng nói lúc này trong lòng tiểu bác lục cực kỳ vui vẻ mình chính là người đầu tiên phát hiện một đôi bảo tàng nữ hài như vậy hơn nữa còn trợ trận. Cái này nếu đợi sau này các nàng bạo hỏa, còn không phải đem tỷ tỷ tốt như ta ghi nhớ trong lòng sao. Hơn nữa, tiểu bác lục nuốt nước miếng. Nếu sau này mối quan hệ giữa mình và hai chị em phát triển đến mức, vậy chẳng phải là có thể. Vừa nghĩ chính mình nói không chừng, rất nhanh có thể cùng phụ ninh na đáng yêu cùng thần tử đại nhân dáng người bạo lạc dáng cùng một chỗ. Tám sáu đôi mắt cũng không khỏi nổi lên lòng và hẹp hòi. Chị bác lục, chị mau nhìn đi. Tuy nhiên, chính là lúc vui vẻ nhất. Tiểu trợ lý đột nhiên cắt ngang hành trình y y của cô. Người này là ai vậy? Ồ, à, cái gì? Bác lục nhất thời mất bình tĩnh. Mới vừa ở trước mặt em gái nói có mình che, hiện tại liền bắt đầu đập phá đúng không? Tốt lắm. Ngươi thành công khiến cho ta tám người nào đó lửa giận. Chúc mừng người dẫn chương trình nhận được khả ái thầm đưa ra ít một. Chúc mừng người dẫn chương trình nhận được khả ái thầm đưa ra gia niên hoa ít hai. Chúc mừng chủ trì nhận được đáng yêu thầm đưa ra gia niên hoa ít ba. Chúc mừng chủ trì nhận được đáng yêu thầm đưa ra gia niên hoa ít 28 tám. Phốc. Tiểu bác lục vừa mới nổi lên chiến ý, nhất thời liền buồn bực. Hai mươi tám lễ hội vẫn tiếp tục đây chính là buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của người mới. Cái này gọi là đáng yêu thầm mùi tử, cương nhiên lập tức khen thưởng cũng sắp vượt qua 10 vạn, xác định không phải có tiền đốt đến phát khoản tìm không thấy chỗ tiêu sao. Khủ khủ. Hay là quan sát một chút đi. Bác lục sờ sờ chóp mũi nói. Che cái gì không phải che. Thật đấy. Rõ ràng là bảo vệ lão nhị quan trọng hơn. Không phải hoa tử chúng ta soát không nổi mà là bản hai càng có tính giá so nha. Bên kia, tiền tiểu thầm vừa cắt xong một bảo bối nạp tiền xong, nhưng không để ý đến nhiều như vậy. Hi hi. Nàng cắn cái miệng nhỏ nhắn thủy nhuận mê người, trắng nõn thanh lệ trên mặt tuyết, lại hiện lên một bộ tiêu chuẩn si nữ cười. Mới mặc kệ phù phù hay là thần tử, toàn bộ. Đều là ta đát. Ta điểm. Ta điểm. Ta điểm chúc mừng chủ trì nhận được đáng yêu thầm đưa ra gia niên hoa ít 52. Trong phòng truyền hình trực tiếp, kéo mái tóc dài màu hồng đào, đường lăng mạng ngồi như thuộc nữ bắt đầu mơ hồ. Ý anh là sao? Chẳng lẽ sau khi anh em biến thân thành thiếu nữ, tự động có được thể chất thần kỳ tự động hấp dẫn phú bà mùi tử? Sao vừa tiễn tiểu bác lục đi, lập tức lại có một chữ đáng yêu thầm nữa? Chị gái này có chuyện gì cần người dẫn chương trình hỗ trợ sao? em tặng nhiều quà như vậy, người dẫn chương trình cũng không có tài nghệ gì, cầm thật sự không an tâm lắm. đáng yêu thầm. cung tư não bà yên tâm thu, tỷ tỷ chính là vui vẻ cho ngươi soát. người có nghe người ta nói không? tầm tính anh em sụp đổ, phú bà khủng bố như vậy a, à, cái này phát sóng trực tiếp quá đẹp, ngắn ngủi vài phút. so với lão tử sống nửa đời còn đặc sắc hơn. kính trăm khóc. vui lòng chảy cho tôi nghe lời ấy. Quanh là đường lăng mạng, khóe miệng cũng không nhịn được co rút. Từ gì? Nghe cái gì đây? Cái này. Quả thực rất làm cho thể xác và tinh thần ta sung sướng a. ts Cảm tạ đại lão vé tháng. Tạm biệt. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.